người phụ nữ nhận được tài sản 100 tỷ vì giết chồng. Cô còn dụ dỗ chồng leo lên đỉnh núi để lặn mạo hiểm với một vài lời khen đơn giản. Người chồng nhảy lên không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, sau cú nhảy này, không còn thấy ông chồng nổi lên. Hãy nhìn cô ấy đạo đức giả gọi tên chồng và tỏ vẻ lo lắng cho ông ấy. Thật ra trong lòng cô rất vui bởi vì video cô ấy quay đã đủ để chứng minh cái chết của chồng cô ấy không liên quan gì đến cô ấy. Nhưng rồi cô sẽ phải trả giá đắt cho sự thông minh ít ỏi của mình. Bởi vì chiếc du thuyền này là loại hộp số tự động cao cấp nhất đối với một phụ nữ đã học qua hộp số tay, cô ấy đơn giản là không thể lái. Sau khi dò dẫm xung quanh, chiếc du thuyền quay vòng tròn không thể kiểm soát. Những gì người phụ nữ làm thực sự khiến tôi bị sốc. Cô nắm đến mép du thuyền và cố gắng hét lên để được giúp đỡ nhưng nơi này vắng tanh và không có ai phản hồi cả. Trong cơn tuyệt vọng, cô giật chìa khóa. Chỉ khi đó du thuyền mới ngừng quay. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra và muốn gọi trợ giúp nhưng nó quá xa thành phố để có thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Bất lực, cô chỉ có thể co ro ở đó và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Cùng lúc đó, du thuyền tiếp tục xuôi dòng khi người phụ nữ phát hiện ra thác nước phía trước rất gần. Cô nhanh chóng xách túi xách và quần áo lên định lặn nhưng đã thử nhiều lần đôi chân của cô không nghe theo bộ não của cô. Lúc này cô mới nhớ ra trên du thuyền có phao cứu sinh. Nhưng do lực quá mạnh, chiếc phao cứu sinh bị cô ném xa 2 mét. Nhìn chiếc phao cứu sinh ngày càng xa tôi, một người phụ nữ lo lắng chỉ có thể dậm chân. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào cabin, im lặng chờ đợi cái chết đến. May mắn thay, người phụ nữ đã trôi dạt vào một hòn đảo biệt lập và sống sót. Việc đầu tiên cô ấy làm khi thức dậy là bật điện thoại trước để kiểm tra lớp trang điểm của cô. Sau khi xác nhận rằng cô ổn, cô tiến hành bảo dưỡng đôi mắt của mình. Sau đó thoa màu son môi yêu thích. Cuối cùng, cô giơ điện thoại lên tìm tín hiệu và nhờ giúp đỡ. Nhưng đã rất lâu rồi cô vẫn không nhận được tín hiệu nào. Trong cơn tức giận, cô đã uống hết rượu sâm panh mang theo từ du thuyền. Cô ấy lại mặc một chiếc váy xinh đẹp, mang đôi giày cao gót sáng bóng, cô bước về phía trước. Nhưng cô ấy đang bước đi, cô nhìn thấy hàng dấu chân động vật trên mặt đất. Khi cô nhìn lên, cô thấy một con gấu đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhận thấy nguy hiểm, người phụ nữ quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Cô ấy đã chạy, nó đuổi theo. Thật khó để cô ấy chạy. Người phụ nữ vấp ngã và ngã xuống đất. Thấy gấu sắp vồ, người phụ nữ dứt khoát cởi giày cao gót rồi ném đi. Không ngờ cô lại thành công thu hút được sự chú ý của chú gấu. Chú gấu ngửi đôi giày vì nó đôi giày có mùi như bàn chân. Điều này cho phép người phụ nữ tình cờ trốn thoát. Nhưng cô ấy lang thang trong rừng rất lâu, chưa tìm được đường về nhà. Khi mặt trời lặn, người phụ nữ cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá ở đây. Cô nhặt cành cây cố khoan gỗ để tạo lửa, nhưng cô đã không thành công cho đến khi bị phồng rộp ở lòng bàn tay. Bất lực, cô không còn cách nào khác là tiếp tục tập thể dục. Đột nhiên cô nhìn thấy một cái gì đó không xa. Em đang làm gì thế em yêu? Người phụ nữ sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng cô không thể nhìn thấy đường vì trời tối. Cô vấp phải cành cây và bất tỉnh. Rồi một con cáo trắng ngoan ngoãn xuất hiện. Hóa ra đó chính là điều người phụ nữ vừa nhìn thấy. Khi người phụ nữ tỉnh lại, cô lại giật mình. Thế là cô trốn trên cây và ngủ suốt đêm, và con cáo trắng cách đó không xa, đang dõi theo cô. Thấy rằng con cáo trắng không gây ra mối đe dọa nào cho cô, người phụ nữ từ từ trèo xuống từ trên cây. Sau khi chạy suốt ngày đêm, người phụ nữ chỉ cảm thấy khát và đói. Cô trực tiếp lấy kem dưỡng da thường dùng ra và bóp vào tay. Sau đó cô liếm một miếng cho vào miệng. Mùi hóa chất nồng nặc khiến cô nôn mửa ngay lập tức. Điều này cũng khiến cô càng muốn về nhà hơn. Nhưng lúc này người phụ nữ đã lạc đường, cô ấy che mắt và quay sang trái 3 lần. Rồi cô sẽ phải thêm 3 lần nữa. Cuối cùng thì hướng của ngón tay chính là hướng cô ấy muốn đi. Nhưng vừa nhấc chân ra thì cô đã ngã xuống đất. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của cáo trắng, cô đã tìm được nguồn nước. Cô tìm thấy nấm trên bờ có thể thỏa mãn cơn đói của mình. Cô nóng lòng lấy thẻ ngân hàng ra và cắt nấm thành từng miếng nhỏ. Sau đó cô lấy nước hoa ra và nêm gia vị. Sau khi ăn uống đủ no, cô trực tiếp nằm xuống đất và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô thấy làn khói dày đặc bốc lên cách đó không xa. Trực giác của người phụ nữ mách bảo rằng phía trước nhất định phải có cư dân. Điều này cũng khiến cô ấy vui lên ngay lập tức. Lập tức chạy về hướng có khói. Nhưng khi đến hiện trường, cô chết lặng. Hóa ra đây chỉ là hiện tượng cháy rừng thông thường trong rừng. Ngay lúc cô đang thầm nguyền rủa bản thân vì xui xẻo, đột nhiên một cái cây cháy lớn đổ xuống người cô. May mắn thay cô ấy đã không bị tổn thương mạng sống của mình, chỉ là quần áo của cô bị cây đè xuống và cô không thể cử động được. Cùng lúc đó, cô bị khói dày đặc bóp nghẹt, không thể mở mắt, gần như nghẹt thở. Sau đó cáo trắng lại xuất hiện. Nó cứ đào đất và nhìn người phụ nữ. Lúc đó người phụ nữ mới hiểu mục đích của nó. Vì vậy, cô theo dõi chuyển động của nó và đào một cái lỗ dưới cơ thể mình. Chỉ trong chốc lát, người phụ nữ đã trèo ra khỏi gốc cây thành công để bày tỏ lòng biết ơn.
Cô ôm con cáo trắng trên tay và rời khỏi khu vực nguy hiểm này, tìm thấy một hang động và ngủ thiếp đi. Nhưng vào lúc nửa đêm, cô có cảm giác như có ai đó đang liếm chân mình. Khi nhìn xuống, cô nhận ra cả hang đầy chuột. Người phụ nữ không quan tâm đến con cáo trắng và cứ chạy ra khỏi hang. Ngày hôm sau, người phụ nữ bị đánh thức bởi tiếng tàu cao tốc. Cô tìm thấy một vài ngư dân đi ngang qua đây. Cô ấy ngay lập tức hét lên để được giúp đỡ bằng giọng cao nhất của mình. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên không bao giờ thu hút được sự chú ý của đối phương. Cô không còn cách nào khác đành phải dùng váy liên tục vẫy nó trên tay. Lần này cô đã thành công thu hút sự chú ý của ngư dân. Sau vài ngày, cuối cùng tôi cũng có được một bữa ăn nóng hổi. Cô khóc và nói với ngư dân về cái chết bất ngờ của chồng và sự sinh tồn của chính cô. Các ngư dân bày tỏ sự thương cảm trước trải nghiệm bi thảm của cô. Một trong những chàng trai thậm chí còn cảm thấy thương hại cho cơ thể yếu đuối của cô. Vì vậy, với sự cho phép của anh cả, tôi kéo người phụ nữ vào rừng để chữa lành vết thương. Nhưng ngay khi em trai dâu xanh chuẩn bị truyền lại kỹ năng của mình, thì ra là chị chồng cô đến vừa kịp lúc. Kể từ khi anh trai cô mất liên lạc, cô đã tìm kiếm vùng biển gần đó hơn chục lần, cứu thành công người phụ nữ vào thời điểm nguy kịch. Người phụ nữ giải thích với cô sau đó để bày tỏ tình yêu của mình với chồng cô rằng một tai nạn xảy ra khi anh nhảy khỏi vách đá dù được can ngăn. Để làm cho chị gái tin tưởng vào cơ hội phục hồi của cô nàng thậm chí còn lấy đoạn video quay trước ra làm bằng chứng. Cuối cùng, chị gái đã thực sự tin vào lời nói dối của cô. Chị gái không chỉ xử lý những vết sẹo trên cơ thể cô, mà còn đích thân ra sông bắt cá để bổ sung chất đạm dinh dưỡng cho cô. Đồng thời, ba ngư dân cũng phát hiện em trai mình đã bị sát hại. Để trả thù, họ tiến hành cuộc tìm kiếm săn lùng. Ngay sau khi ngư dân thứ hai lên bờ, anh phát hiện ra chiếc cóc xê của người phụ nữ. Anh nghi ngờ người phụ nữ đang trốn gần đó, thế là hắn kéo nó xuống thật mạnh. Hắn ngay lập tức nhận ra rằng họ đã bị phục kích. Nếu anh cả đưa thằng em thứ hai đến bệnh viện điều trị vào thời điểm này, muốn tìm lại phụ nữ cũng giống như mò kim đáy bể. Vì vậy, hắn dứt khoát cho đứa em trai thứ hai của mình đi theo thằng em út và phía bên kia. Chị gái tôi và người phụ nữ đó đã đi vòng ra phía sau hòn đảo, lên kế hoạch cướp tàu cao tốc của ngư dân rồi rời khỏi đây. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng một người phụ nữ lại không thể mạnh mẽ như vậy khi thấy những ngư dân đang đuổi theo tôi từ phía sau. Chị gái không còn cách nào khác đành phải đẩy tàu cao tốc xuống hồ. Chị gái bị ngư dân bắt. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Theo tiếng hát của chị gái, gió bắt đầu thổi trong rừng, kể cả những hạt mưa to bằng hạt đậu cũng từ trên trời rơi xuống. Anh cả nhanh chóng bước tới, nhéo cổ cô để cô ngừng la hét. Giây tiếp theo, hắn ta bị thằng em thứ ba dùng báng súng đập xuống đất. Có lẽ thằng em thứ ba đang sợ điều gì đó vào lúc này. Ngay sau đó, thằng em thứ ba bị người phụ nữ quay lại dùng gậy đánh bất tỉnh. Cô em gái cũng đã thoát khỏi được tên trùm đã tỉnh dậy kịp thời. Cuối cùng, người phụ nữ được thừa kế khối tài sản tiền tỷ của chồng như mong muốn. Đồng thời, chị gái và em gái phát triển thành cặp chị em thân thiết nhất. Tuy nhiên, tất cả điều này chỉ là ảo giác của phụ nữ sau khi ăn nấm.